Xin chào tất cả các bạn nha. Tết vừa rồi là làm bận quá nên làm không có thời gian làm thu. Thì hôm nay làm cũng bớt bớt bận rồi cho nên là làm tranh thủ thu truyện tiếp tục cho cả nhà nghe ha. Thì năm mới cũng cho làm xin chúc tất cả các bạn nghe truyện của Đam Mỹ Tường Truyện có một năm mới thật nhiều niềm vui cũng như có thật nhiều sức khỏe và mọi sự may mắn trong công việc cũng như là trong chuyện tình cảm ha. Còn bây giờ thì tụi mình tiếp tục nghe truyện nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Chức Nghiệp Thế Thân của tác giả Thủy Thiên Thừa, giọng đọc Lãm, tập 6. Châu Tường lái xe đến trường quay nội cảnh, bộ phim Uông Vũ Đông thủ vai chính tuy gặp phải không ít trắc trở nhưng cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Hôm nay Chu Tường diện thay Uông Vũ Đông một đoạn chiến đấu trong quán trọ. Hắn vừa đến đã cảm thấy không khí bất thường, mọi người đi đi lại lại trong im lặng, không ai nói chuyện với ai. Hắn vào sâu bên trong, thấy Vương Đạo Diễn và Uông Vũ Đông đang đứng đối mặt nhau. Vương Đạo Diễn hình như rất tức giận, còn Uông Vũ Đông tuy vẫn nở nụ cười thương mại, nhưng có vẻ cũng rất miễn cưỡng. Hai người này bất hòa cũng không phải một sớm một chiều, nhất là thời gian gần đây. Uông Vũ Đông bận rộn đi quảng bá không ngừng nghỉ, bay tới bay lui khắp cả nước, trong khi Vương Đạo Diễn lại yêu cầu rất cao đối với tác phẩm của mình, thường xuyên giữ Uông Vũ Đông lại quá giờ, làm chậm trễ lịch trình của anh ta. Vậy nên hai người tranh chấp mãi vấn đề này, cuối cùng hầu như đều là Uông Vũ Đông nhường nhịn. Nhưng cứ nhìn tình hình này, ai nấy đều hiểu sớm muộn gì Uông Vũ Đông cũng sẽ không chịu nổi nữa. Chu Tường thấy tình cảnh trước mặt, tất nhiên chẳng điên đến nỗi xông vào làm vật hy sinh, bèn túm lấy mẹ U định đi hóa trang. Ngay khi hắn vừa tạt qua, Vương Đạo Diễn liếc mắt nhìn thấy hắn, lập tức chỉ vào hắn, hét to: "Chu Tường!" Tiếng sấm làm Chu Tường giật bắn mình, hắn vội vàng bước lại. "Dạ, Vương Đạo Diễn, ngài gọi tôi." Vương Đạo Diễn lạnh lùng hỏi: "Cậu có thời gian phải không?" Chu Tường không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói: "Uông Đại Minh Tinh đừng diễn nữa, sửa lại kịch bản đi. Cảnh này cứ cho nhân vật chính đội mũ che kín cả gương mặt, toàn bộ để Chu Tường diễn." Uông Vũ Đông biến sắc, không ngờ Vương Đạo Diễn chẳng thèm nể mặt mình. Chu Tường cũng biến sắc, không ngừng kêu khổ: "Vương Đạo Diễn, đừng đùa với tôi chứ, tôi chỉ là đóng thế. Tôi diễn không nổi vai của anh Đông đâu." Hắn trộm liếc nhìn Uông Vũ Đông một cái, thấy Uông Vũ Đông tái mét mặt mà nhìn hắn. Chu Tường biết mình xui quậy lắm rồi, Vương Đạo Diễn làm mất mặt Uông Vũ Đông trước bao nhiêu người như vậy. Tất nhiên Uông Vũ Đông không thể làm gì Vương Đạo Diễn, nhưng anh ta hoàn toàn có thể đày đọa hắn. Giờ hắn chỉ dám cầu nguyện Uông Vũ Đông rộng lượng một chút, lần này Vương Đạo Diễn hại hắn thảm quá. Vương Đạo Diễn vẫn chưa vừa lòng, cố tình hô to: "Ngày ấy không có thời gian, diễn không tốt chẳng bằng đừng diễn nữa. Dù sao che mặt rồi thì hai người cũng chẳng khác gì nhau. Vừa lúc cho cậu kiếm thêm một ít tiền, Uông Đại Minh Tinh kiếm thêm ít thời gian, nhà nhà người người đều vui." Toàn bộ nhân viên trong trường quay đều nghe thấy Vương Đạo Diễn oan oan châm chọc, ai cũng gửi đến Chu Tường một ánh mắt thương cảm. Chu Tường chỉ âm thầm thở dài, hắn sẽ không phát biểu gì hết vì nhất định cứ mở mồm ra là sai. Nụ cười trên mặt của Uông Vũ Đông đã biến đi đằng nào, anh ta khinh khỉnh nói: "Làm đi, cho hắn diễn đi, tôi không có ý kiến." Nói xong liền rút kính râm ra khỏi túi áo ngực đeo lên, quay ngoắt bỏ đi. Trợ lý của anh ta vội vàng đuổi theo, vừa kéo anh ta lại vừa cúi đầu khom lưng nói xin lỗi Vương Đạo Diễn. Chu Tường nhìn trợ lý tội nghiệp cuống quýt như vậy, nghĩ thầm có khi mình chưa phải là người xui xẻo nhất. Uông Vũ Đông gạt tay trợ lý ra, không thèm ngoảnh lại, cất bước đi thẳng một mạch. Chu Tường ngơ ngác đứng chết chân, không biết giờ nên phải làm thế nào. Vương Đạo Diễn giận đến run lẩy bẩy: "Đừng ra đó làm gì, sửa kịch bản, cảnh này để Chu Tường diễn." Chu Tường thật là muốn quỳ xuống dập đầu, mặt như đưa đám mà nói: "Đạo diễn ơi là đạo diễn, ngài đừng đùa với tôi chứ, tôi không diễn được đâu, tôi mà dám diễn vai của anh Đông, ngài nói về sao tôi phải sống thế nào đây?" Vương Đạo Diễn chẳng thèm nghe hắn rên rỉ: "Sống thế nào là sống thế nào, người xem có phân biệt được ai với ai đâu, gã ta đi quảng bá khắp nơi, tâm tư còn chẳng thèm để vào vai diễn. Cậu là các cascader của gã, gã không làm được thì cậu làm, đi hóa trang ngay." Chu Tường bất đắc dĩ phải đi theo chuyên viên tạo hình, vừa ra khỏi tầm nhìn của Vương Đạo Diễn, hắn lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Thái Y, kể hết sự tình.
Thái Uy hùng hùng hậu hậu quát tháo lão già thích gây chuyện, nhưng anh cũng không có thẩm quyền phân xử việc này, chỉ có thể khuyên Chu Tường cứ diễn trước đã. Nhưng đoạn diễn đó nhất định không được ghép vào phim. Kiểu hành vi khách ác dòng chủ như thế này, Ôn Vũ Đông nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Chu Tường cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cam chịu đội mũ che mặt, diễn cho xong phân cảnh đó. Đại bộ phận đoạn phim đều được quay từ phía sau, nếu hắn đội mũ che mặt và chú ý đừng zoom quá gần thì quả thật cũng không nhìn ra sự khác biệt. Qua vài công đoạn cắt nối ghép biên tập hoàn toàn có thể lấy giả làm thật. Nhưng ai trong trường quay cũng biết hắn là đồ dởm. Hơn nữa chuyện này chẳng cần tới ngày mai cũng sẽ bị truyền ra. Ôn Vũ Đông bị các ca đơ hắt cẳng, trò cười lớn như thế, nhất định sẽ là tin hút khách số 1. Chu Tường lăn lộn trong giới showbiz đã 7-8 năm trời, lúc nào cũng rất thận trọng, chưa từng làm mất lòng ai. Chẳng ngờ hôm nay lại thành công cốc. Quay đi quay lại đến 9 giờ tối, lúc về tới nhà, Chu Tường đã xả rời thể xác lẫn tinh thần. Yến Minh Tu đang nhàn nhã đọc sách, thấy hắn ủ ê trở về, y hỏi: "Sao vậy?" Chu Tường nhớ tới quan hệ của Yến Minh Tu và Ôn Vũ Đông, không thể kể cho y biết được, chỉ nói là quay phim hơi mệt. Yến Minh Tu rót cho hắn một ly nước. Chu Tường vừa kề miệng uống, chuông cửa đã vang lên. Chu Tường đi ra, nhìn qua mắt mèo, thấy Thái Uy đang đứng bên ngoài. Hắn mở cửa kinh ngạc hỏi: "Anh Uy, sao lại đến đây?" Thái Uy giơ cái hộp trong tay lên: "Hôm nay có người biếu đại áp cua, vẫn còn sống. Chị dâu phân cho chú mày một con đây, cái này phải ăn luôn, không được đợi." Chu Tường cảm động, hắn biết Thái Uy cố ý đến vì chuyện hôm nay. Hắn mời Thái Uy vào, Thái Uy liếc thấy Yến Minh Tu, không khỏi ngẩn người. Chu Tường cười cười: "Anh Uy, đây là bọn em mới sống chung không lâu, chưa kịp nói với anh." "Hai người sống cùng?" Thái Uy kinh ngạc hỏi lại. Chu Tường gật đầu: "Mẹ kiếp, sao giờ mày mới nói?" Xét theo lối suy nghĩ của một gã trai thẳng, sống cùng tức là đã xác định. Chu Tường xấu hổ cười: "Để em giải thích một chút." Chu Tường tóm tắt sơ sơ mối quan hệ của mình với từng người, rồi còn giới thiệu khái quát hai người cho nhau. Yến Minh Tu không có địch ý với Thái Uy, chủ yếu vì y đã nghe Thái Uy nói chị dâu ngay từ lúc vào cửa. Vậy nên khách sáo bắt tay với Thái Uy, song thái độ vẫn không quá nhiệt tình. Chu Tường đã quen với tính nết của y, nên chỉ vội vàng mời Thái Uy vào nhà ngồi. Thái Uy nhìn Yến Minh Tu, tái phát bệnh nghề nghiệp: "Tiểu Yến hả, cậu ở công ty nào thế? Sao tôi chưa biết gì về cậu nhỉ?" Yến Minh Tu khẽ nhíu mày. Chu Tường vội nói: "Anh Uy, cậu ấy không có làm trong nghề của mình đâu." Thái Uy kinh ngạc: "Thật hả? Điều kiện tốt thế mà không làm nghệ sĩ à? Chỉ với gương mặt này, có nghề nào kiếm nhiều tiền hơn được nữa?" Yến Minh Tu lắc lắc đầu: "Không thích." Riêng chuyện y không nghe dạy dỗ đã khiến quan hệ của y với ba đủ căng thẳng rồi. Nếu bây giờ y còn đi làm ngôi sao, chắc ba đánh chết tươi y luôn. Huống hồ y thật sự không có hứng thú với cái nghề bán rẻ tiếng cười này. Thái Uy tiếc rẻ thở dài, nhưng vẫn chưa tính từ bỏ. Anh đưa danh thiếp cho Yến Minh Tu, cười nói: "Tôi và A Tường là anh em tốt, nếu cậu đổi ý thì nhớ tìm tôi, đừng tìm người khác đó." Yến Minh Tu nể mặt Chu Tường nên cũng cười nhạt, nhận lấy danh thiếp. Thái Y nói với Chu Tường: "Nhà chú có người, anh đi trước đây, cua phải ăn luôn, có gì gọi điện thoại nói chuyện sau." Chu Tường biết Thái Y đến tìm hắn vì chuyện của Ôn Vũ Đông và Vương đạo diễn, nhưng có mặt Yến Minh Tu nên anh không tiện nói. Tiện Thái Y về, Yến Minh Tu hỏi: "Anh ta đến gặp anh làm gì? Có chuyện gì à?" Chu Tường qua loa đáp: "Chuyện công việc thôi, không có gì quan trọng." Nghĩ đến Yến Minh Tu không chỉ là em vợ, còn là fan ruột của Ôn Vũ Đông, chuyện này nhất định không thể nói cho y, ai biết y sẽ phản ứng thế nào. Yến Minh Tu vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng kiểu trả lời có lệ của Chu Tường làm y không thoải mái. Hầu như có chuyện gì Chu Tường cũng đều nghe theo y, đương nhiên y đã quen nếp sống đó. Hưởng thụ sự ân cần và bao dung của Chu Tường. Bây giờ Chu Tường đột nhiên có chuyện gạt y, y bắt đầu thấy y hơi khó chịu, sầm mặt nói: "Chuyện gì mà không nói cho tôi được, chuyện gì mà phải tránh mặt tôi là người ngoài à?" Chu Tường thấy sắc mặt của y thay đổi, biết y lại cáo kỉnh, vội dỗ dành: "Sao cậu là người ngoài được chứ, cậu là vợ tôi mà." Nói xong còn cười gian xảo: "Đừng nghĩ nhiều, không có gì quan trọng thật đó. Mấy người trường quay mâu thuẫn với nhau ấy mà, càng nói nhiều càng to chuyện, lòng gà vỏ tỏi thôi, chắc cậu không đủ kiên nhẫn nghe đâu."
Yến Minh Tu hơi nguôi nguôi, y nhìn Chu Tường mặt mũi tái nhợt, chẳng hiểu sao lại thấy không nỡ. Bèn kéo hắn ra sofa ngồi, nhìn anh mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi nấu cơm cho. Chu Tường tét miệng cười thỏa mãn, kìm lòng không được mà ôm eo của y, cọ cọ lên bụng của y. Thật hả? Cậu nấu cơm cho tôi hả? Yến Minh Tu nhìn vẻ chờ mong của hắn, tâm trạng cũng tốt lên. Có cua ấy, để làm cho anh đại áp cua hấp. Tuyệt vời, tôi không biết làm món đó, đi theo cậu học nghề nhé. Anh không nằm nghỉ à? Không cần, nhìn cậu làm tôi lên tinh thần ngay. Chu Tường vội vàng đứng dậy, ghé đầu hôn Yến Minh Tu, hôn xong còn tình tứ nói. Một ngày không gặp cưng là anh. Trước đây Yến Minh Tu cứ nghe người ta lời ngon tiếng ngọt là thấy ghê tởm. Lúc này Chu Tường cũng nói mấy lời y hệt như vậy, nhưng lọt vào tai lại khiến y khoan khoái cả người. Mỗi lần Chu Tường nói ra những lời lẽ hay ớn đó, thì Yến Minh Tu chỉ muốn hung bạo đè hắn xuống làm, bởi vì ngoại trừ mấy câu tình tứ xuôi tai, cái miệng của hắn có thể phát ra âm thanh khác vô cùng dễ chịu, nhất là những tiếng rên rỉ hấn tình. Yến Minh Tu vừa nghĩ đến đã thấy cả người nóng ran. Hai người áp sát như thế, Chu Tường lập tức nhận ra phản ứng thân thể của Yến Minh Tu. Hắn lùi lại mấy bước, đắc ý cười cười. Minh Tu, anh thấy cưng cũng muốn anh lắm nha. Hai người sống chung đã mấy tháng, kể từ khi Chu Tường thổ lộ. Bọn họ bắt đầu chuyển từ hình thức độc lập không can thiệp lẫn nhau sang hình thức trăng mật cuồng nhiệt yêu. Vậy nên ngày thường ngọt ngào không kể xiết, chỉ cần có hứng, hai người lúc nào cũng có thể làm tình. Nhưng hôm nay Chu Tường mệt thật, hắn không muốn lắm, giờ chỉ muốn ăn cơm. Yến Minh Tu đẩy hắn xuống sofa, giơ tay định kéo quần của hắn, thấp giọng nói, tại anh chọc tôi đấy nhá. Chu Tường chớp chớp mắt, không muốn phá hỏng hứng thú của Yến Minh Tu, nhưng vì quá mệt mỏi, hơn nữa chuyện hôm nay vẫn còn canh cánh trong lòng, hắn cũng chẳng còn cách nào tập trung. Yến Minh Tu hôm nửa ngày mới nhận thấy Chu Tường lơ đãng, sắc mặt của y bắt đầu không tốt. Anh nghĩ cái gì đó, đang cùng với tôi mà còn nghĩ sang chuyện khác. Chu Tường lập tức hồi hồn, áy náy tràn trề nói, Minh Tu, tôi mệt quá. Yến Minh Tu nhìn hắn một lát, ngay lúc Chu Tường nghĩ y sẽ nổi giận như mọi lần, Yến Minh Tu lại rời khỏi người của hắn. Tôi đã bảo là anh nằm nghỉ đi anh không nghe, khiêu khích tôi rồi lại kêu mệt. Lần sau mà còn dám thế, xem tôi có thịt chết anh không. Yến Minh Tu véo cái mông của hắn cho hạ giận, sửa sang lại quần áo, xoay người đi vào nhà bếp. Chu Tường ngẩn ngơ nhìn y vo gạo, trong lòng ấm áp lạ thường. Tuy Yến Minh Tu hay cáu giận, tính tình cũng bướng bỉnh, nhưng Chu Tường cảm nhận được tâm tư của y cũng đặt trên hắn. Y không còn chỉ nghĩ đến bản thân như ngày trước, thỉnh thoảng y cũng sẽ quan tâm hắn. Mà một lần như vậy đều khiến hắn vui sướng không ngừng. Hắn dùng tất cả tấm lòng để tốt với Yến Minh Tu, đồng thời cũng có thể nhận về một chút gì đó. Điều này tiếp thêm rất nhiều động lực cho hắn. Hắn biết bây giờ Yến Minh Tu vẫn chưa có nhiều tình cảm với hắn, nhưng vào những lúc thế này, hắn cảm thấy mình và y sẽ có một ngày hai người cùng hướng về nhau. Chu Tường thư thái nằm trên sofa, không thể nén nụ cười. Tuy gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng dù thế nào, hắn vẫn đang hạnh phúc vô cùng. Nằm một lát, hắn thấy thể lực cũng khôi phục đôi phần. Bèn đứng dậy đi vào bếp, định phụ y một tay. Hắn hầu hạ Yến Minh Tu đã thành thói quen, thỉnh thoảng được chăm sóc. Hắn đúng là chẳng biết làm sao. Yến Minh Tu quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục bận rộn. Chu Tường lấy tạp về đeo trên cửa tủ lạnh đeo vào cho y. Thắt xong một cái nơ bướm, hắn ôm eo Yến Minh Tu, gác cằm lên trên vai của y. Yến Minh Tu cao hơn hắn khoảng 4-5 cm, tư thế này vừa đẹp. Yến Minh Tu không nhịn được chế nhạo. Anh làm gì thế? Vướng víu, chứ có giúp được gì đâu. Tôi muốn xem cậu làm thế nào, để lần sau con làm cho cậu ăn. Xem làm gì? Từ nay nếu có cua thì tôi làm là được. Yến Minh Tu thuận miệng nói. Âm thanh khàn khàn mềm mại của Chu Tường vang lên bên tai của y. Từ nay cứ có cua là cậu làm à? Ừ. Yến Minh Tu tùy tiện trả lời. Nếu có một ngày cậu không ở bên tôi nữa, tôi sẽ mua cua mang đến nhà cậu để cậu làm. Yến Minh Tu khẽ ngừng lại. Chỉ cần anh không gây chuyện, tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh. Chu Tường vốn định chỉ đùa một chút, không ngờ lại nhận được lời hứa hẹn này. Hắn đột nhiên kích động, không thể nhịn xuống câu hỏi. Minh Tu, bây giờ cậu có hài lòng không? Chắc là có. Yến Minh Tu ngẫm nghĩ, không có gì không hài lòng. Có ăn, có uống, có người làm bạn. Cho dù người này không phải là người y muốn, nhưng y ở cùng với hắn cũng không tồi. Chu Tường là sự lựa chọn thứ nhì tốt nhất của y bây giờ. Ánh mắt của Yến Minh Tu bỗng chốc mơ màng, nụ cười hòa nhã thanh tú của Uông Vũ Đông hiện lên trong đầu y.
Y vẫn luôn ảo tưởng người đang đứng sau mình là Uông Vũ Đông, nhưng càng ngày y lại càng cảm thấy rất khó để tìm kiếm bóng dáng của Uông Vũ Đông trên người của Chu Tường. Bởi vì tính cách của Chu Tường vô cùng rực rỡ, hắn là một người độc lập, với một nhân cách hoàn toàn độc lập, hắn không thể giống Uông Vũ Đông theo ý nguyện của y. Có đôi lúc Yến Minh Tu sẽ quên mất lý do ban đầu mình đến với hắn, nhưng hiện giờ y cũng không muốn thay đổi gì cả. Y thích đón nhận tất cả những gì Chu Tường dâng tặng y. Chu Tường lại truy vấn, ta vẫn chưa dám hỏi cậu, người nhà cậu đã biết gì chưa? Yến Minh Tu chăm chú sắc hành xanh, tựa như không để ý đáp. Biết một chút. Vậy họ phản ứng thế nào? Tôi xuất ngoại vì trốn tránh bọn họ. Anh thử nói xem. Yến Minh Tu từ thời cấp 2 đã nhận thấy mình không hứng thú với con gái, thậm chí còn cực kỳ chán ghét bị các cô vây quanh. Tuy nhiên lúc ấy y vẫn nghĩ mình chỉ ngu dại như lũ con trai khác, cũng không ý thức được tính hướng của mình có vấn đề. Mãi đến khi lên cấp 3, vô tình nhìn thấy một bộ phim GV trên mạng, y mới nhận ra mình có ham muốn với thứ gì. Y có một anh trai và một chị gái, y không cần gánh vác trọng trách, có thể nói là được nuông chiều nhất nhà. Bởi vậy, y cũng gây ra nhiều chuyện quái đản và bướng bỉnh. Sau khi cha mẹ bắt đầu nhận ra y không bình thường, vì chột dạ, y bỏ trốn sang Mỹ du học. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, y đã có chủ kiến vững chắc của chính mình, cha mẹ lại càng không có cách nào quản giáo y. Mọi người đều nghĩ y sống rất tự do, nhưng trái tim y đã bị một người nắm giữ, sao còn có thể tự do được? Y vĩnh viễn không thể quên, năm đó vô tình xem qua một trailer phim chiếu rạp. Bóng lưng phiêu diêu khoáng đạt của người áo trắng ấy đã khiến y rung động và kinh diễm đến giường nào. Chu Tường thấy y cúi đầu suy tưởng, nghĩ có lẽ y đang rất mất mát, không khỏi tự diễu nói. Dù có thế nào, cha mẹ cậu cũng chỉ lo cho cậu mà thôi. Như tôi đây, muốn có người trông coi mình mà còn chẳng được. Yến Minh Tu biết cha mẹ hắn đã qua đời từ lâu, nghĩ đến Chu Tường hơn 20 năm đều chỉ có một mình, cũng hiểu được hắn không dễ sống. Chu Tường từ phía sau ôm eo của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu đi đâu, hắn đi theo đến đó. Hai người ăn ý không tiếp tục nói những chuyện nặng nề, mà chỉ hỏi qua đáp lại vài câu thảo luận cua đầy áp. Không khí ấm áp hòa hợp vô cùng. Chu Tường vẫn nuôi ảo tưởng, rồi sẽ có một ngày căn hộ của hắn nên đón thêm một chủ nhân. Có lẽ ngày ấy cũng sắp đến rồi. Ngày hôm sau, Chu Tường đến công ty gặp Thái Uy. Không ngờ Vương Tổng vạn năm không thấy mặt cũng tới. Chu Tường nghĩ chắc tình hình nghiêm trọng rồi, cực kỳ căng thẳng. Vương Tổng nhìn mặt hắn là biết ngay hắn đang nghĩ gì. Ông uống một ngụm trà, sau đó mới nói, đừng căng thẳng, không có gì đâu. Chu Tường như trút được gánh nặng. Vương Tổng là người rất đáng tin, ông nói không có gì thì nhất định sẽ không có gì. Hôm qua Thái Huy có báo với tôi, tôi bèn gọi điện ngay cho Uông Vũ Đông. Vương đạo diễn hơn cậu ta cả 30 tuổi, là thế hệ đi trước. Tình hình không có sửa được, tuy lão ấy thỉnh thoảng lại lên cơn, nhưng qua thật rất có tài. Uông Vũ Đông cũng hiểu là không nên chấp nhặt với lão ấy. Hôm qua tôi nói chuyện với cậu ta lâu lắm, cậu ta bảo mấy ngày nữa sẽ đến xin lỗi Vương đạo diễn. Bên phía Vương đạo diễn thì tôi nhờ nhà tài trợ khuyên giải rồi, phân đoạn kia sẽ không bị đưa vào phim đâu, cậu đừng lo. Chu Tường cười khổ, làm tôi sợ muốn chết, tôi chỉ là diễn viên đóng thế nhỏ nhoi, bên nào cũng không đụng vào được đâu. Vương Tổng cũng cười, hai cái người kia, tôi chỉ mong họ nhanh hoàn thành tất cả phim rồi thu tiền về, đừng có gây thêm rắc rối là được. Cậu Trường quay để ý một chút, có chuyện gì cứ báo ngay cho tôi. Tôi hiểu rồi. À, nghe Thái Uy nói, cậu mới có bạn trai đến sống cùng hả? Thế nào rồi? Thật lòng không đó? Chu Tường giờ khóc giờ cười. Anh Uy, em thấy từ sau khi kết hôn, miệng của anh càng lúc càng rảnh đó. Chị dâu chăm nuôi anh tốt quá nhỉ? Thái Uy cười mắng. Mẹ kiếp, đừng có khinh anh mày như vậy chứ. Chuyện này là chuyện tốt còn gì? Sanh con lêu lỏng một mình bao nhiêu năm, chẳng lẽ không muốn tìm tình yêu đích thực sao? Anh mừng thay cho chú mày còn chẳng được đó. Vương Tổng cũng gật đầu. Đúng đó, lâu lắm ta không về, xa rời cuộc sống hiện đại quá rồi. Họp thường niên năm nay, nhớ mang cậu ta đến cho tôi xem thử một cái. Còn hơn một tháng nữa cơ mà, đến lúc đó rồi nói sao? Chu Tường biết Yến Minh Tu không thích tiếp xúc với nhiều người, có lẽ y cũng chẳng muốn tới đâu. Vương Tổng nhíu mày. Sao thế? Thấy y quản lý vô khói ngồi sau mà còn phải khen cậu ta đẹp trai không ngớt. Tôi chỉ muốn nhìn thử một chút thôi mà. Chu Tường thở dài.
Vương Tổng à, cậu ta không thích làm nghệ sĩ đâu, hai người bỏ cuộc đi. Hai cái lão này nói tới nói lui, nghĩ cái gì trong đầu đều hiện lên trên hết cả mặt rồi. Thái Uy nhún nhún vai, tiếc thật, nhìn mặt cậu ta xong, soi gương nhìn lại mặt mình, đời người sao mà bi thảm như thế không biết. Chu Tường đắc ý trong lòng, nghĩ đến hiện giờ hắn đang một mình độc chiếm Yến Minh Tu, cảm thấy thật sự quá may mắn. Hai ngày sau Chu Tường lại đến trường quay, lần đầu tiên Uông Vũ Đông tới sớm hơn hắn, giờ đang hóa trang. Hắn thấp thỏm bước đến, cung kính gọi anh Đông. Uông Vũ Đông nhìn thấy hắn qua gương, cười bảo, lại đây. Nói xong còn quan sát hắn một lượt từ chân lên đầu, ánh mắt rất là chuyên chú. Chu Tường cảm thấy khí lạnh cũng chui từ chân lên đầu, từ cái nhìn của anh ta. Hắn gượng gạo đi đến bàn hóa trang, mẹ U lo lắng nhìn hắn. Uông Vũ Đông chợt nói, này, đợi đã, xoay một vòng cho tôi xem. Chu Tường chớp mắt, bồn chồn không để đâu cho hết, nhận lệnh xoay một vòng. Uông Vũ Đông trầm trầm cười, chuẩn, đúng là quá giống, tôi xem đoạn phim cậu diễn rồi. Khán giả nhất định sẽ không biết nhân vật chính không phải là Uông Vũ Đông, có vẻ tôi tìm được cậu làm cascader là rất có lời. Chu Tường tót căm hồi lạnh, anh Đông đừng có giễu cợt tôi mà, dáng người của tôi chỉ giống anh có một chút thôi, chứ lúc đóng phim thì cả khí thế lẫn phong thái đều kém xa. Khán giả bình thường còn có thể gạt được một chút, nhưng các fan điện ảnh và những người hiểu nghề chỉ liếc sơ cũng có thể biết tôi là đóng thế rồi, không thể sánh được với anh. Uông Vũ Đông nheo nheo mắt nhìn hắn, cười. Cậu nói thế tôi ngại quá, đi hóa trang đi, làm cho tốt, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác. Chu Tường gật đầu. Nụ cười của Uông Vũ Đông nhìn kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Hắn linh cảm đây có lẽ là lần cuối cùng hợp tác của hắn với Uông Vũ Đông. Nhưng phải vậy thì hắn mới dám thở phào. Mất đi một phần thu nhập không phải là vấn đề lớn. Nếu hắn bất cẩn mạo phạm Uông Vũ Đông, có khi chỗ dung thân cũng chẳng còn. Uông Vũ Đông không chỉ có địa vị cao, mà hậu thuẫn phía sau cũng cực kỳ lớn. Anh ta là đại nhân vật mà Chu Tường tuyệt đối không thể dây vào. Vậy cho nên Chu Tường tình nguyện tránh xa anh ta một chút. Hôm nay Uông Vũ Đông đến để diễn lại phân đoạn chiến đấu trong quán trọ, còn Chu Tường phải quay lại một phân đoạn khác ở setting bên cạnh. Chu Tường thử nhìn sang Uông Vũ Đông, Vương đạo diễn yêu cầu hà khắc như thường, mọi người đều biết thật ra ông ấy không cố ý nhắm vào Uông Vũ Đông. Vương đạo diễn đối với ai cũng như vậy, ở trường quay, ông chính là hoàng đế, nói một, chính là một. Nhưng dưới con mắt của Uông Vũ Đông bề ngoài nho nhã, bụng dạ kiêu căng, thì Vương đạo diễn chẳng khác nào là chỉ mũi dùi vào anh ta cả. Nhất là, trước đó, hai người vừa mới có xích mích. Vương đạo diễn lại không chịu kiềm chế, cứ liên tục hô to gọi nhỏ anh ta, nên anh ta đa nghi cũng đúng thôi. Bởi vậy nên dù phân đoạn đã miễn cưỡng hoàn thành, không khí giữa hai người vẫn không hề dễ chịu. Chu Tường nhìn mà kinh hồn tán đảng, hắn cũng thầm cầu nguyện bộ phim này nhanh nhanh kết thúc, để hắn còn lĩnh tiền rồi cao chạy xa bay. Đảo mắt đã vào đông, mùa đông Bắc Kinh năm nay cực kỳ lạnh. Mới đầu tháng 11 mà đã có tuyết rơi, thời tiết tuy lạnh giá, nhưng Chu Tường và tiểu thiếu gia Yến Minh Tu vẫn luôn ấm áp bên nhau. Chu Tường đã quen với cuộc sống nhìn thấy Yến Minh Tu mỗi buổi sáng, được nằm cạnh Yến Minh Tu mỗi buổi tối. Mới đầu hắn nghĩ, Yến Minh Tu bướng bỉnh, ngạo mạn như vậy, ngày ngày ở chung nhất định sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, hắn lại thấy bản thân mình tận lực chăm sóc cho cuộc sống của cả hai. Hắn rất cố gắng chiều theo tính tình thất thường của Yến Minh Tu, nên hai người hầu như không có xung đột. Phần lớn thời gian, tất cả đều rất hài hòa. Ban đầu Yến Minh Tu chỉ mang một ít đồ dùng đơn giản đến nhà của hắn. Nhưng tới hiện tại thì căn hộ này, đâu đâu nhìn cũng thấy dấu vết của Yến Minh Tu. Chu Tường cũng như cũ, có việc thì làm, không có việc thì nghỉ ngơi nhàn nhã. Công ty của Yến Minh Tu cũng hoạt động hơn nửa năm, giờ cũng đang trên đà đi vào quỹ đạo. Thời gian mà Yến Minh Tu ở nhà càng ngày càng ít, phần lớn suy nghĩ của y đều đặt vào sự nghiệp. Chỉ có điều, dù ban ngày bận rộn thế nào, buổi tối đều không phải đi xã giao. Phần lớn thời gian y đều về nhà ăn cơm với Chu Tường. Chu Tường biết đó chỉ là tính cách của y, nhưng hắn vẫn rất vui thầm ở trong lòng. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình và Yến Minh Tu lúc này cũng không khác vợ chồng son là mấy, vừa sôi nổi lại vừa ngọt ngào, hắn rất mãn nguyện với hiện tại. Cuối tháng,
Bộ phim điện ảnh của ông Vũ Đông đóng vai chính dự định sẽ đóng máy. Các cảnh quay của Chu Tường cũng đã hoàn tất. Giờ hắn chỉ cần đến dự buổi ra mắt chúc mừng theo thông lệ. Hôm đó sẽ có rất nhiều phóng viên tới đưa tin và quảng bá. Thật ra một nhân vật nhỏ nhoi như hắn có tới hay không cũng không thành vấn đề. Nhưng không ngờ Vương đạo diễn lại đích thân dặn hắn phải đến uống rượu mừng. Chuyện này khiến cho Chu Tường hoảng sợ không nhẹ. Buổi chiều, ngày quay đoạn cuối cùng của Uông Vũ Đông, Chu Tường tới góp mặt, thấy không ít phóng viên đã chờ sẵn, chuẩn bị lao lên phỏng vấn Uông Vũ Đông bất cứ lúc nào. Chu Tường đang ngồi một bên tán gẫu với đồng nghiệp, đột nhiên trước cổng trường quay truyền tới một trận xôn xao. Mọi người cùng quay ra nhìn, chỉ thấy một chàng trai khoác áo lông cừu đen sang trọng bước vào. Tuy đã giấu mặt bằng kính râm và khăn quàng cổ, nhưng các phóng viên chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây là Lan Khê Nhung. Một phóng viên xông lên trước để phỏng vấn. Lan Khê Nhung tháo kính, khách sáo cười cười, chậm rãi đẩy micro ra. "Hôm nay tôi chỉ đến tìm bạn, mọi người tha cho tôi đi." Nói xong thì bỏ mặc đám phóng viên, đi một mạch về phía Chu Tường. Chu Tường đứng dậy, từ sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ lần trước, đã hơn 2 tháng hắn chưa gặp lại Lan Khê Nhung. Thỉnh thoảng, Lan Khê Nhung cũng gọi cho hắn, nhưng hắn không biết phải nên nói gì với y. Lan Khê Nhung dịu dàng cười với hắn. "Anh Tường, nghe nói hôm nay anh đóng máy, em đến thăm anh." Y đặt bánh ngọt mang theo lên bàn, vẫy tay với các nhân viên trong trường quay. "Mọi người đến ăn bánh thử đi, bánh xoài tiệm này rất là ngon." Một đám người nhốn nháo lao tới cướp bánh. Lan Khê Nhung nhân cơ hội kéo Chu Tường ra chỗ khác. Chu Tường cười bảo, "Cảm ơn nha, thật ra hôm nay anh cũng chẳng có việc gì, đến chúc mừng thôi." Hai người đứng một góc cách xa đám đông. Lan Khê Nhung cố ý quay lưng về phía đám phóng viên. Y nhẹ giọng nói, "Anh Tường, em nhớ anh lắm, chịu không nổi nên phải đến đây thăm anh." Chu Tường vỗ vỗ vai Quy. "Anh vừa nghe album mới của cậu, hồi trước cậu luyện thanh cho anh nghe, anh đã biết giọng của cậu là hay bẩm sinh rồi." Lan Khê Nhung thở dài, "Anh Tường, anh định cứ khách sáo với em như vậy mãi sao?" Chu Tường ngượng ngùng nói, "Đâu có, thấy sự nghiệp của cậu phát triển, anh mừng thật mà. Đợt vừa rồi em phải đi quảng bá đĩa nhạc, hôm qua mới trở về Bắc Kinh, em vẫn còn nhớ anh hứa sẽ mời em một bữa. Em nghĩ chắc anh không có định mời em đâu, nên hôm nay tiện mang bánh đến chúc mừng, cũng coi như ăn một bữa cơm với anh." Vẻ mặt của Lan Khuê Nhung có chút cô đơn. Chu Tường rất hổ thẹn, bất kể lúc ấy có phải là khách sáo hay không, đúng là hắn đã hứa mời Lan Khê Nhung ăn cơm. Mà người ta về nước cũng đã hơn nửa năm rồi, mà bữa cơm kia mãi vẫn chưa được giải quyết. Thật ra nếu Lan Khê Nhung không thổ lộ với hắn, có lẽ chờ đến khi Yến Minh Tu quên mất Lan Khê Nhung, hắn sẽ tìm Lan Khê Nhung tán rượu một chút. Vốn cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng từ khi Lan Khê Nhung nói với hắn mấy cái lời đó, thì mọi thứ không còn như xưa được nữa. Giờ hắn lại càng không biết nên đối diện với Lan Khê Nhung như thế nào, chỉ có thể bảo trì khoảng cách. Nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng và gương mặt mệt mỏi của Lan Khê Nhung, hắn biết y vừa mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đến đây tìm hắn. Bản chất Chu Tường rất dễ mềm lòng, thấy y như vậy thì vô cùng áy náy. Hắn xoa xoa đầu của Lan Khê Nhung. "Thế này đi, bọn anh định xong công việc thì đi ăn cơm, cậu đi cùng luôn nha, càng đông càng vui." Lan Khê Nhung gật đầu. "Anh Tường, trường quay bí quá, anh xuống lầu đi dạo với em được không?" Chu Tường biết y bị nhiều người nhìn chòng chọc như thế này nên không được thoải mái, buộc lòng phải đồng ý. "Chờ anh lấy áo khoác cái đã." Chu Tường khoác áo, một trước một sau ra cửa với Lan Khê Nhung. Hắn cũng không quen bị phóng viên xăm soi, cảm thấy tay chân lóng ngóng rất là thừa thải. Cũng may phóng viên ở đây rất là lịch sự, không quay phim chụp ảnh loạn sang ngầu. Lúc ra đến cửa, trùng hợp có một người bước vào. Chu Tường cả kinh, ngơ ngác nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng nhìn hắn, lại nhìn Lan Khê Nhung, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này, các phóng viên và nhân viên trường quay cũng nhận ra không khí giữa ba người không ổn. Yến Minh Tu vẻ mặt băng giá, Lan Khê Nhung vẻ mặt cứng ngắc, còn Chu Tường thì không biết làm sao. Tuy người ở đây không biết Yến Minh Tu, cũng không biết tại sao ba người bọn họ lại như thế. Nhưng ai cũng nhận ra Lan Khê Nhung không hợp với anh chàng tuấn tú mới xuất hiện này. Rất có khả năng sẽ thành tin hot, tất cả mọi người đều phấn chấn vô cùng, háo hức mong chờ tình thế phát triển. Chu Tường tiến lên nắm lấy tay của Yến Minh Tu. "Minh Tu,
Sao lại đến đây? Tôi mới vừa gặp Khê Nhung, đang định đi hút thuốc. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Hắn vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu Chiến Minh Tu, ý bảo y chú ý bên cạnh còn có rất nhiều phóng viên. Lan Khê Nhung cũng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Dù có mâu thuẫn thật, nhưng y cũng sẽ không biến mình thành đề tài cho báo lá cải. Yến Minh Tu gạt tay Chu Tường ra, máy móc nói, tôi không đến đây tìm anh. Nói xong thì lách mình vượt qua hắn, bước về phía Uông Vũ Đông. Chu Tường xấu hổ, Lan Khê Nhung tức thì bị thái độ của Yến Minh Tu chọc giận, nhưng vẫn phải cố sức đè nén ở trong lòng, đẩy đẩy Chu Tường. Anh Tường, chúng ta đi hút thuốc. Chu Tường liếc nhìn Yến Minh Tu, giờ không phải lúc thích hợp để dỗ dành y, ở đây còn rất nhiều người quan sát. Hắn bị Lan Khê Nhung chậm chậm đẩy ra ngoài. Hai người tới một góc nhỏ phía sau tòa nhà, thấy xung quanh không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Lan Khê Nhung cao mày, anh Tường, bạn trai của anh tính tình tệ quá, em có làm gì cậu ta đâu, lần nào cậu ta gặp em cũng sừng sừng sậu sậu. Y đã quên mất lần đầu tiên mình nhìn thấy Yến Minh Tu, vẻ mặt y đầy thù hận. Chu Tường ngượng ngùng cười, hiểu lầm ấy mà, thật ra cậu ta cũng rất dễ sống chung. Hắn càng nói lại càng chột dạ. Hai người này rõ ràng còn chẳng nói chuyện với nhau, vừa nhìn thấy mặt đã dương cung bạc kiếm. Chẳng lẽ do sức quyến rũ của hắn quá lớn sao? Ngẫm lại, hắn đúng là giờ khóc giờ cười. Lan Khê Nhung không có hút thuốc, y chỉ nhìn Chu Tường nhả khói. Sau đó lại không yên tâm nhìn vào bên trong sảnh, cứ nhớ tới Yến Minh Tu là y lại khó chịu trong lòng. Anh Tường, em biết anh rất là bao dung, nhưng có một số người không thể chiều mãi được, càng chiều càng được nước lấn tới, em không muốn anh phải uất ức. Chu Tường cười cười, nói linh tinh cái gì đó, hai người có hợp thì mới sống cùng nhau được, không hợp thì đã chia tay rồi, cái gì mà uất ức với không uất ức. Khê Nhung à, anh ở với cậu ta cũng không tệ, không phải như cậu nghĩ đâu, yên tâm đi. Yên tâm? Lan Khê Nhung cười khổ một tiếng, em chỉ ước hai người sớm chia tay. Chu Tường gượng gạo quay mặt đi. Hiện giờ hắn không thể trò chuyện thoải mái với Lan Khê Nhung như xưa được nữa. Lan Khê Nhung không chỉ có tiếng tăm khác hẳn, mà thái độ của y cũng càng ngày càng kỳ lạ. Hắn thật sự không biết phải trả lời y như thế nào. Lan Khê Nhung nghiêng đầu nhìn Chu Tường. Chu Tường, em có cảm giác anh không cùng cậu ta được bao lâu đâu. Đừng bảo em rủa anh, nhưng loại người không coi ai ra gì như cậu ta hoàn toàn không xứng với anh. Em đợi anh, tới khi anh kết thúc với cậu ta, anh sẽ thấy em vẫn còn đứng đợi. Đúng là em không thích đàn ông, nhưng em rất thích anh. Ở bên anh, em cảm thấy an tâm. Chu Tường dập tắt điếu thuốc, thấp giọng nói, Khê Nhung, đồng tính luyến ái không phải chuyện hay ho, cậu đừng để bị kéo vào. Cậu còn có ba có mẹ, cậu làm thế để làm gì? Hơn nữa, anh với cậu ta thật sự hợp nhau. Cậu với anh chỉ là một phút hồ đồ thôi. Sớm muộn gì, cậu cũng tìm được một cô gái tốt. Đến lúc đó cậu sẽ hiểu ra. Đôi mắt của Lan Khê Nhung vẫn ngập tràn không cam tâm. Y khó khăn thốt lên, anh Tường, anh chẳng biết gì cả. Một năm qua em suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về anh. Mà thôi đi, em nói gì anh cũng không có chịu tin. Em chỉ hy vọng anh đừng trốn tránh em, vẫn coi em là bạn bè. Chu Tường cười cười, Khê Nhung, anh coi cậu là bạn bè, nhưng cũng mong cậu từ nay đừng nhắc lại mấy cái lời này nữa. Nhất là mấy câu chờ hắn và Yến Minh Tu chia tay, hắn thật sự là không thích nghe. Lan Khê Nhung cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, biểu lộ sự ấm ức của y. Chu Tường nói, về thôi, ngoài này lạnh lắm. Nói xong thì khoác áo quay vào hội trường. Lan Khê Nhung biết y lo lắng vì Yến Minh Tu, trong lòng lại càng thêm ghen ghét. Hai người chỉ ra ngoài tầm 10 phút, mà lúc trở lại đã lạnh rùng mình. Yến Minh Tu đang đứng chờ cách đó không xa, ông Vũ Đông bận rộn, hai người chưa nói được mấy câu. Mặc dù y không ra khỏi phòng, nhưng Chu Tường cảm thấy không khí xung quanh y cũng chẳng ấm áp hơn mình và Lan Khê Nhung là mấy. Chu Tường liền bỏ mặc Lan Khê Nhung, tự mình đi đến đó cười nói, Minh Tu, đến tìm Uông Vũ Đông à? Đến sao không báo trước một tiếng? Yến Minh Tu liếc mắt, nếu tôi báo trước, chẳng phải các người sẽ đổi ngay địa điểm hút thuốc hay sao? Chu Tường làm lơ cái lời chăm chọc của y, mặt không biến sắc mà dỗ dành y. Minh Tu, hôm nay là tiệc mừng đóng máy bộ phim, người tham dự nhiều lắm, tôi cũng đâu biết cậu ta sẽ đến. Yến Minh Tu quay đầu liếc nhìn Lan Khê Nhung một cái. Lan Khê Nhung đang nhìn chằm chằm về phía này, đôi mắt rất sâu, rất chìm, lửa giận trong lòng y lại càng bùng phát.
kẻ đó có ý đồ với Chu Tường, y dám khẳng định. Yến Minh Tô kéo tay Chu Tường, anh lại đây. Chu Tường ra ngoài từ cổng sau, bên ngoài là ban công khép kín, nhưng khe cửa sổ lỏng lẻo, gió vù vù quất vào, mùa đông không ai đến đây. Yến Minh Tô căm tức nhìn hắn, vừa rồi các người nói gì với nhau? Hút thuốc thôi mà, bên ngoài lạnh quá, nói được cái gì nữa, chẳng bằng nhanh chóng quay về thăm cưng. Có phải gã ta có ý đồ gì với anh không? Nếu không thì tại sao lại nhìn tôi cái kiểu đó? Yến Minh Tô lộ ra vẻ chán ghét. Chu Tường trấn an nói, không, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cậu ta là trai thẳng đó, chắc là các cậu hiểu lầm gì nhau rồi. Có lẽ hôm đó cậu ta say, thái độ không có được tốt. Hai người các cậu lườm tới lườm lui, lườm đến bốc hỏa, nhất định là hiểu lầm rồi. Yến Minh Tô nhìn thấy bộ dáng ung dung của Chu Tường, trong lòng lại bắt đầu sinh nghi. Chu Tường tiến đến, quàng lại khăn cho y mà nói, bên ngoài lạnh lắm, sao ăn mặc phong phanh thế này? Yến Minh Tô ừ một tiếng, áo lông này đủ ấm. Thật không? Mỏng như thế cơ mà. Chu Tường nhéo nhéo cánh tay của y, sờ sờ quần của y. Đừng bảo cậu chỉ mặc một cái quần nhé, lạnh thế này, chỉ mặc một cái thật à. Đâu có lạnh lắm. Giữa đông còn lạnh hơn, để chuẩn bị áo lót giữ ấm cho cậu mặc. Hai người đưa qua để lại, Yến Minh Tô đã bị hắn ép lên tường. Chu Tường vừa hôn y, vừa nói, môi cũng lạnh buốt rồi này, cậu mà lạnh hỏng luôn thì tao phải làm sao đây? Yến Minh Tô có cảm giác Chu Tường đang lảng sang chuyện khác, y vừa định nói gì đó, đầu lưỡi của Chu Tường đã luồn vào miệng của y. Yến Minh Tô bất giác ôm lấy eo của Chu Tường. Khung xương của Chu Tường không nhỏ, nhưng eo lại cực kỳ gọn, mặc dù đã qua nhiều lớp áo, Yến Minh Tô vẫn có thể cảm nhận đường cong của hắn. Y nhìn không được mà luồn tay vào, vuốt ve làn da ấm áp. Chu Tường bị bàn tay lạnh buốt làm cho rùng mình, cười mắng, chỉ có cậu đó, chẳng nói tiếng nào đã thò tay vào, lạnh chết tôi mất. Yến Minh Tô thoáng run run, tâm tình cũng tốt lên đôi phần, cười nói, anh còn nói nữa, tôi sẽ lột hết anh ra. Chu Tường vuốt ve gương mặt của Yến Minh Tô, tựa người vào y, vui vẻ cười nói, lột hết ra rồi, làm gì nữa? Yến Minh Tô khàn khàn đáp, lột hết rồi, đương nhiên là làm thịt anh. Lần nào bị tôi làm, thân thể anh cũng nóng phừng phừng, tiện sưởi ấm cho tôi luôn. Chu Tường cười ám muội, hôm nào chúng ta thử bên ngoài đi, hơi lạnh một chút, nhưng mà rất tình thú. Anh muốn thử thật không? Nếu bị đông cứng dính vào nhau thì phải làm sao? Yến Minh Tô vừa vuốt ve thắt lưng của hắn, vừa nhẹ nhẹ hôn môi của hắn. Chu Tường tưởng tượng cảnh hai người đông cứng dính vào nhau giữa lúc làm tình, nhìn không được mà bật cười lớn. Khi ở trước mặt nhau, hai người mới có thể nói ra những lời tán tỉnh hạ lưu như vậy. Độ ấm xung quanh rất thấp, nhưng cả hai dựa sát vào nhau, ngực áp ngực, môi kề môi, không ai thấy lạnh, ngược lại còn ấm áp dạt dào. Nhưng một giọng nói tựa như sét đánh, đánh nát thế giới nhỏ bé ngọt ngào của bọn họ. Minh Tu! Hai người quay phắt lại, Uông Vũ Đông đang trợn mắt kinh hãi nhìn bọn họ. Anh ta chưa thay đồ diễn, toàn thân vẫn mặc y phục đại hiệp. Ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô cùng, nhưng biểu cảm trên gương mặt chỉ là kinh ngạc, lông mày nhíu chặt, tựa như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Yến Minh Tu gần như chẳng cần suy nghĩ, thẳng tay đẩy Chu Tường ra, lực đẩy rất lớn, thiếu chút nữa đã làm Chu Tường té ngã. Ánh mắt của Chu Tường chuyển từ Uông Vũ Đông sang Yến Minh Tu, hoàn toàn không biết phải làm gì. Uông Vũ Đông cố ép mình trấn định, thản nhiên liếc nhìn Chu Tường, trong đôi mắt hàm chứa cảnh cáo và khinh bỉ, không thèm giấu giếm, sau đó trầm giọng nói với Yến Minh Tu, Minh Tu, theo anh ra đây một lát. Yến Minh Tu siết chặt bàn tay, toàn thân không ngừng run rẩy, y thậm chí còn chẳng buồn nhìn lại Chu Tường, sải bước theo sau Uông Vũ Đông. Chỉ chốc lát sau, hai người đã khuất dạng. Chu Tường vẫn ngơ ngác đứng ngoài ban công, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Cú đẩy vừa rồi của Yến Minh Tô thật giống như muốn lập tức phủ đi tất cả quan hệ với hắn, khiến cho hắn tràn ngập bất an. Hắn nghĩ có lẽ Yến Minh Tô quá hoảng loạn vì bị anh rể tương lai phát hiện. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Mặc dù biết Yến Minh Tô đã lâu, Yến Minh Tô chưa bao giờ hoảng loạn vì bất cứ điều gì. Thật ra, Chu Tường mới quá hoảng loạn. Ánh mắt cảnh cáo và khinh bỉ của Quân Vũ Đông khiến cho hắn bất an vô cùng. Thái độ tuyệt tình cắt đứt của Yến Minh Tô cũng làm hắn bất an. Hắn buồn bã nghĩ,
Có lẽ ở thời điểm tính hướng khác thường của mình bị người nhà phát hiện, ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Hắn không ngừng tự nói với chính mình, đừng nghĩ nhiều. Nhưng trước sau vẫn không thể quên được bóng dáng Yến Minh Tu bỏ đi. Thậm chí, y còn chẳng ngoái lại nhìn hắn một lần. Cuối cùng, bộ phim cũng đã hoàn tất. Mọi người vừa mệt mỏi, vừa hưng phấn. Có người còn treo biểu ngữ băng rôn, chúc mừng ngày đóng máy. Uông Vũ Đông phải trả lời phỏng vấn ngay trong trường quay, chụp ảnh với dàn nhân viên và băng rôn biểu ngữ, xong xuôi mới đưa Yến Minh Tu rời đi. Đoàn phim đã đặt sẵn mấy bàn tiệc ở khách sạn để ăn mừng. Uông Vũ Đông tuy không tham gia, nhưng những chuyện khác yêu cầu góp mặt, anh ta đều đã hoàn thành. Hôm nay Chu Tường vốn cũng rất hào hứng, nhưng sau khi Yến Minh Tu đi, hắn lại trở nên chán nản. Cuối cùng ngược lại là Lan Khê Nhung cùng hắn đi ăn. Tiệc tùng đến khuya, tất cả đều say khướt. Điên cuồng bát nháo không kiêng nể gì. Mọi người vất vả 7-8 tháng liền, đụng phải rất nhiều khó khăn, nhất là chiến tranh giữa đạo diễn và diễn viên chính, còn làm tôm tép, đứng ngoài lo lắng. Cuối cùng thì tất cả cũng đã xong, ai nấy cũng đều không tránh khỏi có chút xúc động. Uống được hay không uống được cũng đã nốc đến tới bến. Ngược lại Chu Tường bình thường vẫn luôn uống được, thì hôm nay lại chỉ nhấp vài ngụm. Lan Khi Nhung ngồi bên cạnh hắn, ôn lại chuyện xưa. Chu Tường vẫn còn bất an, nhưng mọi người đều ở đây, hắn không có cách nào trốn đi được. Lan Khi Nhung rốt cuộc nhìn không nổi nữa, hỏi hắn: "Anh Tường, bạn trai anh với Ôn Vũ Đông là quan hệ thế nào? Vừa rồi hai người đó đi cùng nhau?" Chu Tường nói: "Ừ, bọn họ biết nhau." Lan Khi Nhung nhíu mày. Chu Tường lập tức giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu." Lan Khi Nhung thấp giọng nói: "Thật không? Em thấy có vẻ không đơn giản như thế." Chu Tường không thể tùy tiện tiết lộ đời tư của Ôn Vũ Đông, nhưng nhớ tới chuyện vừa xảy ra, ánh mắt cảnh cáo của Ôn Vũ Đông trước khi đi, rồi phán đoán của Lan Khi Nhung lúc này, chẳng hiểu sao hắn chỉ thấy căm tức, giận đến tím tái mặt mày. "Cậu đừng có đoán mò nữa, thật sự không phải như cậu nghĩ đâu." Lan Khi Nhung kinh ngạc nhìn Chu Tường, vẻ mặt có phần tủi thân. "Anh Tường, anh giận em à?" Chu Tường thở dài nói: "Không. Hồi đó em nghi ngờ anh có ý đồ đen tối, anh cũng chưa bao giờ tức giận với em như vậy. Lúc ấy là em thiếu suy nghĩ, anh vẫn có thể bao dung cho em. Nhưng giờ chỉ vì một câu vu vơ mà anh lại giận em. Anh Tường, hình như em nhầm rồi. Anh thật sự rất thích cái gã họ Yến kia đúng không?" Ánh mắt của Lan Khi Nhung ảm đạm vô cùng. Chu Tường thấp giọng nói: "Khi Nhung, anh thích cậu ta chứ. Nếu không thì sao anh lại sống cùng cậu ta được? Nhưng chuyện này cậu đừng nói gì cả. Cậu ta không phải là người trong ngành giải trí. Anh cũng không muốn liên quan gì đến Ôn Vũ Đông hết." Lan Khi Nhung không đáp, chỉ rầu rĩ hớp một ngụm rượu. Sau đó chua xót nói: "Anh Tường, chúng ta đúng là không quay lại được." Chu Tường không có tâm trạng an ủi y. Chính hắn cũng đang rất là rối bời, không biết chuyện này sẽ phát triển như thế nào nữa. Tiệc tùng đến 10 giờ mới kết thúc, Chu Tường uống không nhiều, vẫn có thể lái xe trở về nhà. Nhưng Lan Khi Nhung thì không được, chẳng hiểu y say thật hay là cố ý giả say, cứ đeo trên người của Chu Tường, nhất quyết nói mình không đi nổi. Mặc kệ y đi nổi hay không, mùi rượu nồng nặc thế này tuyệt đối là không lái xe được rồi. Y đến đây vì Chu Tường chẳng có cách nào khác, đành phải gánh vác trách nhiệm đưa y về. Lan Khi Nhung nhìn thì gầy, nhưng thân hình rất là cao, vì uống say nên cũng cực kỳ nặng. Chu Tường thở hồng hộc, dựa theo lời y tả đưa y về nhà. Đang mùa đông lạnh mà mồ hôi hắn đổ đầm đìa. Hắn mở cửa, đây là một căn hộ hơn 200 m², bài trí đơn giản nhưng cực kỳ xa hoa. Chu Tường không khỏi nhớ đến căn hộ nhỏ Lan Khi Nhung thuê hồi trước, so với hiện giờ, đúng là một trời một vực. Hắn cũng khó nén nổi vài phần hâm mộ. Còn đang mãi quan sát, cả người Lan Khi Nhung đã đổ nhào xuống. Chu Tường vội vàng đỡ lấy y, chẳng ngờ lại vấp phải một cái chân dài của y. Kết quả là cả hắn và Lan Khi Nhung cùng ngã lăn xuống sàn gỗ. Lan Khi Nhung thở hổn hển nằm trên người của Chu Tường. Đôi mắt y là mắt hạnh điển hình, hơn nữa còn cực kỳ sáng. Ý cười trong đôi con ngươi tròn, thuần khiết và thân mật, không biết đã mê hoặc bao nhiêu con người. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại men say tràn đầy và dục vọng. Chu Tường cứ nghĩ như vậy sẽ có chuyện không hay, hắn vội vàng đẩy Lan Khi Nhung ra, định đứng dậy.
Lan Khi Nhung đè cánh tay của hắn lại, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi của hắn. Chu Tường nhíu mày, miệng của Lan Khi Nhung chỉ toàn mùi rượu, nhưng đây không phải là điều quan trọng, mấu chốt là y lần đầu tiên hôn môi với đàn ông, hoàn toàn không biết cách, y chỉ gặm cắn miệng của hắn, dây nghiến sàn loạn xạ, răng nanh còn va vào cả răng của hắn. Chu Tường bình tĩnh đập vào lưng của y, Lan Khi Nhung bị đau tách ra. Chu Tường lập tức đẩy y xuống, nhanh nhẹn mà đứng lên, trầm giọng nói: "Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, cậu có biết uống rượu đâu." Hắn biết Lan Khi Nhung không say, người say không thể có sức lực lớn như vậy. Lan Khi Nhung khàn khàn nói: "Anh Tường, tại sao anh không chờ em?" Y nói rất nhỏ, tựa như chỉ để cho mình nghe. Chu Tường không trả lời, hắn nhặt điện thoại rơi trên đất, bỏ đi không quay đầu lại. Chu Tường cứ tưởng tối nay Yến Minh Tu nhất định sẽ không về, nhưng chẳng ngờ đèn trong nhà lại sáng. Hắn bước vào, quả nhiên Yến Minh Tu đang ngồi trên sofa, không xem tivi, cũng không đọc sách. Y cứ ngồi như thế, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Thấy hắn về, Y ngước lên nhìn hắn, gương mặt vẫn tái nhợt. Chu Tường lúng túng, đứng ngay bật thêm: Cậu về rồi hả?" Yến Minh Tu lạnh nhạt nói: "Những lời này tôi nói mới phải chứ. Các người ăn cơm đến giờ mới xong sao? Khách sạn không đóng cửa à?" Yến Minh Tu nhìn đồng hồ trên tường, gần 2 giờ sáng. Chu Tường đáp: "Bọn tôi ăn cơm xong còn đi uống rượu, mấy người kia làm loạn quá. Nếu biết cậu ở nhà thì tôi đã về sớm hơn rồi." "Tại sao tôi không thể ở nhà?" Yến Minh Tu hỏi ngược lại. Chu Tường ngập ngừng đáp: Hôm nay Uông Vũ Đông." Sắc mặt của Yến Minh Tu càng thêm nặng trĩu. "Không liên quan đến anh, đừng nhắc tới chuyện đó." Chu Tường tháo giày, cởi áo khoác treo lên giá, cẩn thận quan sát nét mặt của Yến Minh Tu, ngồi xuống bên cạnh y. Yến Minh Tu bình tĩnh nói: "Tôi gọi cho anh mấy lần, sao anh không nghe?" "À, điện thoại hết pin, màn hình lớn hao pin lắm." Chu Tường còn đặc biệt lấy điện thoại ra để chứng minh, nhưng chỉ mới bấm một cái, màn hình đã sáng rực. Chu Tường ngẩn người, cúi đầu nhìn, thấy hình nền là bức ảnh Lan Khi Nhung đẹp trai hợp mốt. Yến Minh Tu cũng thấy, lập tức giật lấy điện thoại, vẻ mặt không thể khó coi hơn. Chu Tường trong phút chốc đã hiểu ra vấn đề. Khi đó, iPhone đời đầu mới tung ra thị trường, nóng phỏng tay, hầu hết người trong giới showbiz đều chạy theo trào lưu. Chu Tường cũng không thoát được ảnh hưởng, vì thế hắn cũng sắm một cái. Giờ thì xung quanh đều là iPhone, kiểu dáng giống nhau, thỉnh thoảng lẫn lộn cầm nhầm cũng là bình thường. Nhìn hình nền là ảnh Lan Khê Nhung, Chu Tường lập tức nghĩ ra, cái điện thoại hết pin của hắn chắc giờ vẫn còn nằm ở trong túi áo, nhưng hắn lại nhặt điện thoại của Lan Khê Nhung mang về nhà. Như thế này thì nên giải thích ra làm sao đây? Yến Minh Tu quơ quơ điện thoại kia, vẻ mặt bắt đầu dữ tợn. "Anh có muốn giải thích gì không?" Đầu óc của Chu Tường quay tích, quyết định nói thật. Y thì cậu ta uống rượu, không lái xe được. Tôi đưa cậu ấy về nhà, điện thoại của cậu ấy rơi xuống. Tôi tưởng nhầm là của tôi, nên mới cầm nhầm." Yến Minh Tu hung tợn nói: "Chu Tường, anh tưởng lời nói của tôi là gió thoảng bên tai chắc. Tôi đã nói là anh không được tiếp xúc với nó mà." Lửa giận tích tụ trong lòng của Yến Minh Tu bùng phát, y vung tay, quẳng chiếc điện thoại văng xuống đất. Chu Tường nhìn chiếc điện thoại bị ném xuống sàn nhà, cúi đầu không nói. Hắn không muốn cãi nhau với Yến Minh Tu, nhưng hắn cũng mệt mỏi chẳng muốn giải thích thêm gì. Hắn chỉ đưa một người bạn uống say về nhà, chỉ vậy thôi cũng bị chất vấn quát tháo như thế. Yến Minh Tu bướng bỉnh và ngạo mạn không phải chỉ mới một hai ngày, nhưng riêng hôm nay lại khiến Chu Tường khó tiếp nhận. Có lẽ chuyện ban ngày vẫn còn ứ đọng ở trong lòng của hắn. Thái độ hấp tấp muốn phủ sạch quan hệ của Yến Minh Tu, cho dù là vì lý do gì, vẫn khiến cho trái tim của hắn lạnh lẽo.